chùa Trấn Quốc, nằm lặng lẽ bên hồ Tây xinh đẹp, là một ngôi chùa cổ kính có tuổi thọ ngàn năm ở Hà Nội. Tên ngôi chùa đó là Trấn Quốc. Chùa Trấn Quốc không chỉ nổi tiếng là nơi linh thiêng bậc nhất Hà Thành, mà kiến trúc của ngôi chùa cũng độc đáo. Chùa Trấn Quốc còn khiến những du khách phải trầm trồ khen ngợi. Chùa Trấn Quốc nằm trên đường Thanh Niên, quận Hồ Tây, Hà Nội. Chùa Trấn Quốc, ngôi chùa có lịch sử ngàn năm, được xem là ngôi chùa lâu đời nhất ở thủ đô Hà Nội. Chùa Trấn Quốc với lịch sử 1.500 năm tuổi là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng dưới thời vua Lý Nam Đế 541 đến 547 bên bờ sông Hồng. Khi mới hoàn thành, chùa tên là chùa Khai Quốc. Sau nhiều lần đổi tên và di dời, đến cuối thế kỷ 17, chùa được vua Lê Hy Tông đặt tên là chùa Trấn Quốc và tọa lạc trên một hòn đảo duy nhất bên bờ phía đông của Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ ngày nay. Chùa được xây dựng như cung Thúy Hoa. Xưa, cung Thúy Hoa là nơi được vua chúa sử dụng làm chỗ nghỉ ngơi sau những giờ thết chiều. Trấn Quốc tự xưa cũng là nơi các vua chúa thường xuyên đến vãn cảnh và nghỉ ngơi. Dù đã trở thành nơi thờ tự, thế nhưng chùa Trấn Quốc vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm vốn chỉ có ở chốn cung đình, nơi vua chúa ở. Chùa nằm yên bình giữa không gian mênh mông của một hồ nước lớn, được đường bờ hồ ôm ấp lấy. Chính phong cảnh hữu tình của Hồ Tây kết hợp hài hòa với không khí uy nghiêm của chùa đã tạo nên một điểm du lịch hấp dẫn của Hà Nội, làm sao lòng bất kỳ một du khách nào đến tham quan và chiêm bái. Với lịch sử xây dựng hơn 1.000 năm ở nơi được xem là kinh đô của đạo Phật thời Lý Trần, chùa Trấn Quốc được xem là biểu tượng không thể thay thế của kinh đô xưa và thủ đô ngày nay. Kiến trúc độc đáo của chùa Trấn Quốc, Hà Nội. Kiến trúc của chùa Trấn Quốc giống với những ngôi chùa cổ lâu đời ở Hà Nội, tất cả đều mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo. Dấu ấn đó thể hiện rõ nét qua ba nếp nhà chính của chùa, đó là tiền đường, nhà thiêu hương và thượng điện, nối thành hình chữ công. Dù đã trải qua hơn 1.000 năm lịch sử với nhiều lần trùng tu sửa chữa, song chùa Trấn Quốc vẫn còn giữ lại những nét kiến trúc cổ kính xưa của một quần thể kiến trúc chùa tháp vô cùng độc đáo và to lớn giữa lòng Hồ Tây. Điểm độc đáo đầu tiên của chùa Trấn Quốc là cổng vào cửa chùa. Nhiều du khách lần đầu đến tham quan chùa Trấn Quốc đều có cảm giác chùa bị lệch khi nhìn từ xa, nhưng khi đến gần lại không có cảm giác đó.
Thực ra chùa Trấn Quốc được xây chếch sang một bên để hòa làm một với lối đi cong cong mềm mại dẫn vào chùa. Đi qua cổng chùa, du khách chỉ cần men theo con đường duy nhất lát gạch là có thể đến được với những công trình kiến trúc bên trong, bao gồm tiền đường ở chính giữa và quay mặt về hướng Tây. Dãy hành lang tiếp tục nối dài bởi nhà thiêu hương và thượng điện, đằng sau là gác chuông. Điểm nhấn riêng của chùa Trấn Quốc là vườn mộ tháp cổ vô cùng độc đáo phía sau chùa, với nhiều ngôi tháp cổ có từ thời Vĩnh Hữu và Cảnh Hưng thế kỷ 18. Trong đó nổi bật nhất có lẽ là tòa tháp Lục, độ đài sen 11 tầng, cao 15 mét, được xây dựng vào năm 1998. Mỗi tầng tháp đều có 6 ô cửa. Trong mỗi ô cửa đều đặt một tượng Phật A Di Đà bằng đá quý. Trên đỉnh tháp là cửu phẩm liên hoa, tức đài sen 9 tầng bằng đá quý. Từ xa nhìn lại, quần thể chùa tháp Trấn Quốc như hòa làm một với vườn cây và non nước của Hồ Tây, tạo nên một chốn tu hành thanh tịnh, ưu nhã, khiến lòng người cảm thấy bình yên. Mặc dù đã trải qua nhiều lần tu sửa làm thay đổi diện mạo ban đầu của chùa Trấn Quốc, thế nhưng với những giá trị ngàn năm lịch sử, ngôi chùa Trấn Quốc vẫn là chốn thờ tự linh thiêng mà bất cứ du khách nào đến với thủ đô đều phải ghé qua một lần. Mới đây, chùa Trấn Quốc còn được vinh dự bầu vào danh sách những ngôi chùa, đền thờ, cung điện, tháp có cảnh quan và kiến trúc đẹp nhất thế giới. Kiến trúc độc đáo của chùa Trấn Quốc Hà Nội là niềm tự hào của người dân thủ đô Hà Nội và những người con Việt Nam. Nếu du khách có dịp ghé thăm thủ đô, hãy đến với chùa Trấn Quốc để chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc của ngôi chùa được xem là đẹp nhất thủ đô ngày nay nhé.